Bạn nên biết, dù có mời thầy phong thủy giỏi như thế nào, dù có bài trí từ trường như thế nào, cũng không thể xoay chuyển được vận khí gia đạo khi bạn thiếu một trong ba đề mục trên. Phong thủy vốn là từ trường. Bài trí phong thủy nhằm hài hòa cân bằng từ trường cho gia đạo, cho nơi mình sinh sống. Nhưng tâm tánh mỗi người trong nhà là từ trường mạnh nhất. Tâm thiện thì từ trường thiện, tâm cảm thông thì từ trường an hòa. Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Gian nhà bếp là nơi quan trọng của cả gia đình. Tài phú có được là từ đây, tình cảm gia đạo cũng có được là từ đây. Dù các bạn không biết gì về phong thủy, sau khi xem bài này vẫn có thể dễ dàng nhận ra tài lộc và tình cảm của gia đạo vì sao suy yếu, vì sao an hòa. Trong phong thủy nhà cửa có khẩu quyết nên xem trọng môn, chủ và táo. Môn là cửa hay cổng của nhà, chủ là phòng ngủ của gia chủ, táo là bếp. Đây là ba đề mục ảnh hưởng lớn nhất đến gia đạo, từ công danh, tình cảm, sức khỏe. Thời xưa thường dựa vào bắt chạch tìm ra cung tốt để đặt bếp, hướng cửa lò, ví dụ cung tốt có duyên niên phục vị sinh khí hay thiên nghi, dành cho bếp, phòng ngủ và cả nơi để tiền. Ngày nay, rất ít thầy phong thủy còn dùng bắt chạch, vì thuật số ấy không luận được tốt xấu theo thời gian. Nói đúng hơn thì thuật số huyền không phi tinh có tính chính xác và thực tế ứng dụng cao hơn. Tìm ra được cung tốt trong huyền không phi tinh, nơi có sao vượng khí, ví dụ nhất bạch hay cổ tử, là phương vị tốt để đặt bếp. Và cả phòng ngủ là có 3-4 phần tốt lành cho cả ngôi nhà. Bài này Khải Toàn xin không đề cập về huyền không phi tinh, vì thuật số này cần rất nhiều yếu tố hợp thành. Trừ khi khảo sát thực tế, biết tọa độ, cách cục, khu vực, sinh thần bát tự của gia chủ và nhiều yếu tố khác. Trong bài này, Khải Toàn xin phép chia sẻ đến các bạn đề mục đơn giản hơn, đa phần mọi người đều có thể ứng dụng được. Nhưng chính yếu vẫn là tâm tánh của mỗi người trong cả ngôi nhà. Tâm là gốc, mọi thứ khác là phương tiện. Chính vì cái tâm là gốc là rễ, ngày ngày cần thời gian, cần thầy khóa tu dưỡng tâm tánh, hoàn nghiệp pháp, đọc sách, hành thiền, làm việc thiện, cho tâm khai mở trí, cho hậu vận thêm phước báo. Điều đầu tiên, một gia đạo an hòa thì bếp luôn nổi lửa. Mọi người ăn cơm cùng nhau, ăn trong sự an vui. Người nấu bếp là người có vận đào hoa này là đào hoa từ nội, được mọi người yêu mến. Những người vợ, người mẹ sinh mùa đông là những người khuyết hỏa cực độ. Nếu vì công việc làm ăn mà chẳng khi nào vào bếp, giao hết việc bếp núc cho người giúp việc, thì người giúp việc có vận đào hoa. Người vợ, người mẹ sinh mùa đông đa phần thiếu hỏa, quá ít khi vào bếp để tăng vận hỏa, tình cảm có nguy cơ sẽ lạnh nhạt. Những gia đình có bếp mà lại ít nấu nướng cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tình cảm lạnh nhạt. Những người sinh mùa hè bát tự đa phần kỵ hỏa vì khá nóng, thường không thích vào bếp nấu nướng, họ luôn thích sự mát mẻ. Cho dù bạn là người sinh mùa hè kỵ hỏa, thỉnh thoảng nên vào bếp nấu ăn. Có thể thiết kế không gian bếp màu trắng xám, màu đen để giảm đi tính hỏa. Đó chính là tăng vận đào hoa từ nội, giữ hạnh phúc cho gia đạo. Vì bếp là nơi chủ quản dạ dày cho cả gia đình, mà có thật mới vật được đạo. Chính vì thế, yếu tố đầu tiên và tiên quyết của phong thủy nhà bếp tốt nhất chính là phải luôn luôn nổi lửa bếp nấu ăn. Đề mục thứ hai về phong thủy tốt cho nhà bếp là bếp luôn sạch sẽ và không có mùi. Trong mỗi ngôi nhà chỉ cần ánh sáng đủ, không khí trong lành, không mùi, không gian sạch sẽ là đã có phong thủy tốt. Bếp thiếu vệ sinh, những đồ vật bị ám mùi lâu ngày không dọn, dưới tủ bếp rỉ nước bẩn, thùng rác đặt cạnh quá gần nhà bếp nấu, hay trên tủ bếp đặt quá nhiều hoa giả, hoa héo úa,
tất thảy điều Khải Toàn vừa nêu là sát khí cho gian nhà bếp. Sát khí này gây hiện tượng nữ gia chủ có vận kém, sức khỏe kém, tinh thần kém. Vài tháng trước đây, Khải Toàn xem phong thủy cho một ngôi nhà ở quận 10. Cô gia chủ đã ngoài 60, đôi mắt của cô hầu như không nhìn thấy vật gì khi đặt quá một găng tay. Trước khi đi quanh nhà khảo sát, Khải Toàn xem qua ngày tháng năm sinh. Sinh thần bát tự của cô là người dễ có bệnh liên quan đến mắt, máu, phần đầu vì cô sinh tháng Tỵ vào mùa hè. Cô bảo rằng mắt kém đã lâu, đi khám và có chữa nhưng không hết. Khi người nhà của cô dẫn Khải Toàn đi một vòng quanh nhà, ngay khi bước vào gian nhà bếp, đồ vật chất chứa rất chật chội, mùi ẩm mốc khá nặng. Không chỉ thế, toàn bộ ngôi nhà có một sự ẩm ướt rất khó tả. Một ngôi nhà như thế, Khải Toàn không đủ tài cán để dùng phong thủy chuyển hóa và đã từ chối. Khải Toàn thật sự động tâm trước trường hợp này. Người liên hệ là con trai của cô, anh là một vị gia chủ cũ. Khải Toàn nhắn vài lời với anh. Ngôi nhà của mẹ anh không thể dùng phong thủy để thay đổi, trừ khi xây lại mới hoặc bỏ hết đồ dùng để quá lâu không dùng. Phải thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà, như vậy mới có thể thay đổi khí trường cũ vốn không lành. Bản thân mẹ anh tuổi đã cao, mắt đã yếu, vẫn còn quá tham luyến sự nghiệp, tham luyến công việc trong công ty. Hãy khuyên nhủ mẹ mỗi ngày trì tụng vài thời kinh, nhất là kinh Dược Sư, thường xuyên phát tâm phóng sinh. Nếu nhất tâm trì kinh làm lành như thế, mai ra mới có thể chuyển hóa được vận hệ kém và sức khỏe kém. Ngoài ra không còn con đường thứ hai nào khác. Trường hợp Khải Toàn vừa nêu, một phần vì nhà bếp không sạch sẽ, một phần vì sinh thần bát tự của gia chủ, vì thế tạo ra phong thủy kém và sức khỏe kém, và đó cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Những vị có vận hạn kém hay sức khỏe kém, trước tiên hãy quan sát nhà bếp của mình, rồi quan sát những hành vi trong ngày của mình, tự khắc sẽ có đáp án. Vì vậy, không gian sống luôn sạch sẽ, không khí luôn trong lành là điều kiện thứ hai để có phong thủy tốt cho ngôi nhà và cho gian nhà bếp. Đề mục thứ ba về phong thủy tốt cho gian nhà bếp chính là ăn cơm khi ăn cơm. Ngày nay có mấy được gia đình ăn cơm cùng nhau? Vì lý do công việc hay hàng trăm lý do khác nhau, không thể nào có một buổi cơm ăn cùng nhau. Mạnh ai nấy ăn, rồi thích thì cứ ăn bên ngoài, gọi giao đồ ăn lại quá dễ dàng. Thế thì người nấu ăn tự hỏi rằng, mình nấu cho ai ăn? Đã bao lâu rồi bạn không ăn cơm ở nhà, không ăn cơm cùng gia đình? Có khi lâu đến nỗi quên mất cái cảm giác ăn cơm cùng nhau. Nhiều người bảo, nghèo nghèo như vậy mà tình cảm lại đầm ấm. Điều đó quả thật không sai. Khi xưa, cha mẹ và con cái đi cùng nhau trên một chiếc xe máy. Tuy có chật chội, có nắng, có mưa, nhưng cái hơi ấm của gia đình nó thật ấm áp. Thời gian sau, làm ăn tốt hơn, sắm được một chiếc ô tô che nắng, che mưa. Tuy nhiên, cả nhà không còn cảm giác như xưa nữa. Những cha mẹ giàu có hơn, việc thì nhiều hơn, giao cả việc đứa con cái cho người giúp việc, cho tài xế, vì họ nghĩ rằng thành tựu và tài sản là thứ đáng giá nhất. Trích trong Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức thì không. Đời này có cái gì là thật đâu chứ, tất thảy đều là giả tạm. Đến khi nằm trên giường, nằm trên giường bệnh, thở thôi cũng thấy mệt. Thành tựu hay tài sản lúc này nó là chướng ngại trong tâm. Lâm chung mà còn luyến tiếc danh lợi, rồi đời sau lại đi theo nghiệp cũ, như một ngọn nến đã cạn, bắt ngọn lửa qua một ngọn nến mới, tập khí trong thần thức thì vẫn còn y nguyên. Tự hỏi, đã bao lâu rồi bạn không ăn cơm ở nhà, không ăn cơm cùng gia đình? Nếu chỉ có vài hôm thì bạn đang có một mái nhà ăn ổn.
nhưng khoan vội mừng. Bạn có ăn cơm khi ăn cơm không? Có toàn tâm toàn ý với thức ăn, với những người ăn cùng. Ngày nay người ta ăn cơm trong vội vã, tâm đầy lo lắng, mắt luôn dán chặt vào màn hình điện thoại, vừa ăn vừa thích thú với những video mới, những bình luận, những lượt thả tim. Và không ít những đứa trẻ vừa ăn cơm, vừa chơi game, vừa xem YouTube, để mặc cha mẹ hay bà nội, bà ngoại đút thức ăn, ăn một cách không cảm xúc, giống như những robot làm việc trong nhà máy. Thật đáng tiếc. Ngược lại, bạn là người ăn cơm cùng gia đình, ăn cơm không thiết bị điện tử, ăn cơm trong niềm hoan hỷ. Xin chúc mừng, bạn quả là người có phước duyên, có được những người thân còn quý trọng nhau, còn giữ được sự đầm ấm trong bữa cơm gia đình. Còn đây là đề mục thứ tư về phong thủy tốt cho nhà bếp, là những cách cục phong thủy lan đầu, tức phong thủy hình thể. Bạn nên biết, dù có mời thầy phong thủy giỏi như thế nào, dù có bài trí từ trường như thế nào, cũng không thể xoay chuyển được vận khí gia đạo khi bạn thiếu một trong ba đề mục trên. Phong thủy vốn là từ trường, bài trí phong thủy nhằm hài hòa cân bằng từ trường cho gia đạo, cho nơi mình sinh sống. Nhưng tâm tánh mỗi người trong nhà là từ trường mạnh nhất. Tâm thiện thì từ trường thiện, tâm cảm thông thì từ trường an hòa. Nhà bếp hay ngôi nhà vốn không sạch sẽ, không khí không trong lành, bếp lại ít nổi lửa nấu ăn, không ăn cơm cùng nhau hay ăn cơm cùng nhau lại say đắm với màn hình điện thoại, thì chẳng có thần thông nào giúp được việc ấy. Đừng nói đến phong thủy không phải bản năng. Sau đây là vài lưu ý về phong thủy nhà bếp. Bức tường hay lưng của bếp nấu không nên có gương, không nên có mica phản chiếu, là hiện tượng đào hoa sát, dễ có đào hoa bên ngoài. Không nên có xà ngang hay dầm trắng ngang trên bếp nấu. Bếp nấu đặt quá sát nhà vệ sinh. Không nên đặt hai bếp, tuy nhiên có thể đặt bếp đôi. Không nên đặt các vật trang trí như bình hoa lên tủ trên bếp. Phía dưới tủ bếp tránh có rác, mùi hôi hay là nước ẩm thấp. Chỉ cần lưu ý cả gian nhà bếp luôn sạch sẽ. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.